Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Thưa quý vị, chúng tôi đã thực hiện 5 số đối thoại để bàn về việc phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Trong 3 số đối thoại gần đây nhất thì chúng tôi đã bàn về đường sắt đô thị, đặc biệt là chúng tôi bàn về câu chuyện của metro ngầm nổi và rất nhiều những thông tin mà quý vị khán giả đã gửi cho chúng tôi trong 3 tuần vừa qua. Tuy nhiên đến tuần này thì chúng tôi lại tiếp tục bàn về một dự án gây khá nhiều tranh cãi và cũng được khán giả quan tâm trong về đề tài của đối thoại liên quan tới hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Thì chúng tôi hy vọng là các khách mời trong chương trình đối thoại ngày hôm nay sẽ cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích cho quý vị khán giả liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ Từ Sĩ Sùa, giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông Vận tải. Ông Vũ Anh Minh, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đức Thuận, phó chủ tịch hội các nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và cung cấp những thông tin ban đầu về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cho quý vị khán giả của chúng tôi. Hiện nay thì quý vị khán giả của chúng tôi đang rất là quan tâm tới dự án này và hy vọng là các khách mời sẽ thật là thoải mái để chia sẻ các thông tin cho khán giả. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây do phóng viên kênh truyền hình VTV thực hiện. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 1.570 km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 56 tỷ đô la Mỹ đã được chính phủ trình Quốc hội vào tháng 5 năm 2020. Thời điểm đó, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn để khẳng định sự hiệu quả và tính khả thi của dự án. Dự án này đã được tái khởi động khi trong đề xuất gửi Thủ tướng vào đầu tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng lộ trình mới cho việc nghiên cứu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án như sau. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực hiện các báo cáo chuyên đề về sự cần thiết phải đầu tư, lựa chọn công nghệ, tốc độ và tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức chạy tàu, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn để hoàn thiện, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, nếu các hạng mục này bám sát kế hoạch đề ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền kết quả nghiên cứu hoàn thiện chủ trương đầu tư. Và đến tháng 5 năm 2019 thì chính phủ xem xét trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án. Còn lộ trình thực hiện dự án như sau. Đến năm 2020, nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa trên trục Bắc Nam. Trong đó chuẩn bị các điều kiện để từng bước ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn như các đoạn Hà Nội Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, trước mắt là khai thác tốc độ tàu chạy từ 160 cho đến dưới 200 km/h, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa hạ tầng tuyến, có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc là 350 km/h trong tương lai. Tầm nhìn đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435mm trên trục Bắc Nam. Và sau năm 2050, triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc là 350 km/h. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi đã đưa tới một số thông tin ban đầu về dự án này. Thế tuy nhiên ngày hôm nay thì ông Minh có thể cung cấp một số thông tin về cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam không ạ? Thậm chí là những cái khác biệt giữa đường sắt cao tốc hay là đường sắt tốc độ cao, rất nhiều người quan tâm, người dân cũng quan tâm, ở khán giả. Có thể nói là trước kia thì chúng ta dự định với xây dựng đường sắt cao tốc và như tương ứng như Shinkansen của Nhật, tốc độ khoảng 350 km/h vận tải hành khách và cũng là đường đôi khổ 1435. Thế hiện nay thì chúng ta đang nghiên cứu để xây dựng đường sắt tốc độ cao. Theo luật đường sắt có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2018 ra đời, có một chương về đường sắt. Do đó đường sắt tốc độ cao thì chúng ta nghĩa là tốc độ khoảng đâu đó 160 đến 200 km/h và vừa vận tải hành khách và vừa vận tải hàng hóa. Và với khổ cũng là khổ 1435 của quốc tế và cũng là đường đôi. Như vậy thì tại sao lại như vậy? Thì đối với đường bộ chúng ta có một đường, chúng ta mở thêm một đường năng lực gấp đôi. Đối với lại cảng biển cũng thế, đối với hàng không thì có một sân bay, mở thêm một sân bay năng lực gấp đôi. Nhưng đối với đường sắt, từ đường sắt đơn mà thành đường sắt đôi thì năng lực có thể gấp đến 20 lần. Như vậy cho nên là chỉ có cách đây hơn 100 năm người ta mới đầu tư đường sắt đơn. Chứ hiện nay thì đều phải đầu tư đường sắt đôi. Bởi vì là cái chi phí đầu tư đường sắt đôi với so với đường sắt đơn nó chênh nhau không quá nhiều, nhưng mà nó lại năng lực nó lại tăng lên rất là lớn. Thì cái đấy là cái mà nguyên nhân là chúng ta phải, tại sao phải đầu tư đường sắt với quy mô là đường đôi. Và tại sao 1435? Bởi vì chúng ta phải kết nối với quốc tế. Quốc tế họ 1435 hết mà chúng ta không 1435 thì chúng ta không thể kết nối được. Thế rất là khó khăn cho chúng ta.
Và tại sao lại là lựa chọn 160 đến 200 để vận tải cả hàng hóa hành khách? Vì cái chúng ta mong muốn đang cả vận tải hàng hóa để giảm chi phí logistics và đồng thời là vẫn vận tải khách. Thì thực ra thì không nhiều quốc gia hiện nay mà có được đường sắt đến tốc độ 350 cây, không nhiều. Và tầm khoảng 200 cây thì cũng là rất là nhiều các quốc gia. Và tôi cho rằng có trong trung hạn thì có lẽ là chúng ta sử dụng đến 200 km/h cũng là rất là phù hợp. Còn về mặt tương lai thì nó phải lên đến 350 km/h và có thể là hơn nữa. Bởi vì hiện nay chúng ta đã nhìn thấy những quốc gia có thể như Trung Quốc đã đưa lên đến 490 km/h. Đấy, thì tôi cho rằng là với tốc độ công nghệ phát triển như hiện nay, tôi cho rằng là chúng ta phải tính toán cái việc hạ tầng, chọn phương thức nào, chọn quy mô nào, chọn công nghệ nào để cái hạ tầng nó không lỗi thời, nó không lạc hậu, và để làm sao nó có thể chuyển đổi được, nó có thể chuyển sang giai đoạn 2 mà với một chi phí thấp nhất. Đấy, chứ nếu mà hạ tầng của giữa 200 km và 300 km là tiệm cận gần nhau thì chúng ta chắc chắn phải chọn 350 km để chạy ngay, chứ việc gì mà phải thay đổi hạ tầng nó. Đấy, thì tôi cho rằng là cái bài toán để giải quyết là chọn phương thức nào thì Bộ Giao thông cũng đang nghiên cứu tính toán, cũng như các nhà tư vấn đang nghiên cứu tính toán để đưa ra cái kết quả cuối cùng, để chúng ta đưa ra nhiều phương án và chúng ta sẽ lựa chọn phương án tối ưu phục vụ cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Vâng, nhưng tôi nghĩ là sự lựa chọn chắc cũng đã có rồi, vì là chúng ta sẽ dự án này sẽ được chính phủ chính quốc hội vào đầu năm 2019 ạ. Đúng không ạ? Thì đến nay chắc phải có những cái thông tin nữa. Tất nhiên là đây là đang ở mức độ là bộ và các nhà tư vấn đang nghiên cứu. Chứ còn sẽ còn có rất nhiều phản biện khác, rồi lên chính phủ rồi ra quốc hội sẽ còn có rất nhiều các ý kiến khác. Và tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là cái sự chuẩn bị nó phải được kỹ càng nhất. Thì chắc là trong khoảng tháng 10 năm nay thì bộ sẽ cơ bản hoàn thành cái đó để trình lên chính phủ. Tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của ông Minh. Tức là cái khái niệm đấy, ở trong vận tải là nhanh, là cao, đấy, là chậm là cũng rất là tương đối. Đấy, ngày xưa thì người ta quan niệm là cứ tốc độ mà trên 150 km/h ấy, đấy, là được gọi là cao rồi. Đấy, sau đấy cái quan niệm đấy nó càng ngày do công nghệ phát triển, do khoa học kỹ thuật nó tiến bộ, thì người ta chế tạo ra được những cái đầu máy nó mạnh hơn, nó nhanh hơn, nó khỏe hơn, rồi cơ sở hạ tầng nó đáp ứng hơn, thì người ta mới tăng dần lên. Thì hiện nay ở trong cái cách phân loại thì mỗi nước hay là một vùng người ta phân loại theo cách khác nhau, và tôi cũng đồng ý với ý kiến của ông Minh thôi. Tức là cái khối là EU chẳng hạn thì họ lại phân loại một tiêu chuẩn riêng, rồi Trung Quốc họ cũng quan niệm riêng. Đấy, các nước vùng châu Mỹ Latin họ cũng có một cái quan điểm riêng. Thế nhưng đều là thống nhất là ngày càng là tốc độ ngày càng được nâng cao và càng được phát triển. Thì chúng tôi cho rằng là trong tiếng Việt ấy, thì cái tốc độ cao và cao tốc ấy, nó cũng có cái gì đấy. Nó cũng gần trùng nhau nhưng lại khác nhau. Khác nhau. Thế thì cái quan điểm ấy thì theo tôi là chắc là phải có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất ấy, là chỉ dành cho vận tải hành khách thôi. Thì bây giờ cái công nghệ mới thì không cần phải đầu máy rất là nặng, cơ sở hạ tầng không phải đến mức gọi là rất là vững chắc, đấy, rất là hiện đại, vững chắc. Thế nhưng ấy, là cái công nghệ đấy là nó gọi là công nghệ Shinkansen của Nhật đấy, thì chỉ có vận tải hành khách được thôi. Còn vận tải hàng hóa thì cái đầu máy nó to như thế, nó hoành tráng như thế, rồi container nó nặng như thế thì không thể hạ tầng chịu nổi. Đấy, thì cho nên là hiện nay là người ta có một quan điểm là vận tải hành khách mà tốc độ siêu tốc, cao tốc, cơ sở hạ tầng riêng. Đấy, nhưng mà cái đấy nó chỉ phù hợp cho những cái nước mà mạng lưới đường sắt nó tương đối hoàn chỉnh, nó phát triển rồi. Thì bây giờ người ta phải coi như là một cái tuyến nhánh, đấy, tuyến mới. Thế nhưng mà chúng ta hiện nay là như lúc này tôi nói là điểm xuất phát là bằng số 0. Đấy, tất cả những cái hiện tại của chúng ta là không được thế giới người ta công nhận, bây giờ nó phải sử dụng gọi là động cơ điện chứ. Đấy, mình vẫn là động cơ đốt trong như thế, rồi là vẫn đường đơn khổ hẹp như thế. Là cho nên chúng tôi thấy là tôi rất là đồng tình với quan điểm của mình. Nếu mà Việt Nam chúng ta xây dựng và phát triển đường sắt tốc độ cao ấy nữa, thì là phải phát triển về vận tải, tức hay nói khác là sử dụng được cho vận tải hàng hóa và sử dụng được cho vận tải hành khách, chứ không nên là như cái dự án mà
năm 2010 mà trình Quốc hội, thì chúng tôi cho rằng là cũng có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà cái nguyên nhân chưa thuyết phục nhất là không góp phần để làm giảm cái chi phí logistics bằng cách chuyển đổi phương thức, thì ở đấy là một cái hạn chế. Vâng, ông Thuận có cung cấp thêm thông tin liên quan từ cái dự án của năm 2010 không ạ? Đối với dự án 2010 thì tôi nghĩ các thông tin thì anh Minh và anh Sùa đã nói hết rồi. Cái quan trọng nhất của chúng ta đối với cái dự án này là có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là chúng ta lựa chọn công nghệ nào nó phù hợp với cái phương thức mà hiệu quả cho nền kinh tế không. Cái thứ hai là sức chịu đựng của nền kinh tế trong đầu tư vào dự án ấy. Thì tại thời điểm 2010 là với cái tổng vốn dự kiến nó cũng là tương đối lớn. Và 56 tỷ. Đấy, khoảng sấp xỉ 60 tỷ đô la. Thế thì rõ ràng trong điều kiện như hiện nay, trong điều kiện chúng ta nền kinh tế đã phát triển và cái nhu cầu đòi hỏi của hạ tầng để phù hợp với hội nhập quốc tế, thì chúng ta phải đầu tư mà nó không đơn thuần là chỉ là hành khách, mà cái quan trọng nhất phải nâng cao cái phương thức vận tải hàng hóa kết hợp với hành khách, nó sẽ tạo ra cái hiệu quả cao hơn. Thì cái bài toán này các chuyên gia, tôi cho rằng như anh Minh vừa nói là, và các nhà tư vấn quốc tế chúng ta đang nghiên cứu rất nhiều nhà chuyên gia của Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng ta quyết định chọn phương thức nào để cho phù hợp với nền kinh tế của chúng ta. Nó còn gắn với cả nguồn vốn nữa. Đấy, và gắn với lâu dài này. Đúng quan điểm tôi thế. Vâng. Tôi thì cho rằng là cả vận tải hàng hóa, cả vận tải khách, cả Shinkansen đều rất là cần thiết cho sự phát triển nền kinh tế. Vấn đề là chúng ta đặt mục tiêu của từng giai đoạn là thế nào. Đấy. Và vấn đề là chúng ta tư duy thay đổi không và đã tính toán hết chưa? Bởi vì từ xưa nay chúng ta chỉ tính đến chi phí để tạo lên con đường. Mà đó là một phần rất nhỏ. Nó có hai yếu tố lớn hơn rất nhiều cái đó. Đó là hao phí mất đi và chi phí sử dụng. Nếu như chúng ta tính là một tuyến đường sắt với chiều dài khoảng 2.000 km và chúng ta đường đôi chúng ta sử dụng được một đô khoảng 17 đến 20.000 km mặt cắt ngang. Thế thì với đường bộ thì chúng ta sẽ sử dụng hết khoảng 100 mét. Như vậy thì cái 80, nếu mà chúng ta chỉ so sánh chi phí tạo lên con đường thì đường sắt có thể đắt hơn. Nhưng chúng ta không tính đến cái chi phí mất đi. 80 mét đấy nhân với 2.000 km nghĩa là 160.000 km bờ sô dụng mặt là mất vĩnh viễn. Cái đó mất lớn hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là chúng ta chưa tính đến chi phí của hao phí của môi trường. Cái mà phát thải môi trường thì bởi vì lúc này thì nó đã lên đến thế hệ thứ ba là điện khí hóa. Thì cái cho đường sắt thì cái môi phát thải môi trường nó thấp hơn rất nhiều so với lại đường bộ. Và cái thứ ba cực kỳ quan trọng hơn đó là an toàn giao thông. Thì ba yếu tố này, ba cái này trong cái yếu tố thứ hai là chi phí mất đi thì chúng ta chưa tính tới. Nhưng có một cái còn lớn hơn, đấy là chi phí sử dụng con đường. Chi phí sử dụng con đường, nếu như 1 tỷ tấn hàng thông qua, nếu anh là vận tải hàng hóa thì đương nhiên là chênh lệch giữa đường sắt và đường bộ là anh mất khoảng 500 ngàn tỷ. Mỗi một tấn hàng bị ít nhất chênh lệch là 500 ngàn ở Bắc Nam. Có lúc nó lên đến 1 triệu một tấn hàng ở Bắc Nam. Như vậy thì riêng một năm, nếu như thông qua hai trong vòng 3 năm nó hết 1 tỷ tấn hàng thì chúng ta đã bằng chi phí xây dựng một con đường. Nó mất khoảng hơn triệu tỷ riêng chi phí. Đấy là chi phí của nó. Hành khách vậy với lại 1 tỷ lượt người thông qua trong một năm chẳng hạn, hay trong 2 năm, mà tối đa trong 3 năm thì chúng ta đạt đến cỡ 1 tỷ lượt người thông qua. Thì 1 tỷ lượt người thông qua với đường bộ thì chúng ta bị bao nhiêu tai nạn giao thông? Và 1 tỷ lượt người thông qua với đường sắt thì như thế nào? Đấy, thì hai cái này và cái yếu tố môi trường ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta phải tính đầy đủ cả ba yếu tố: chi phí tạo lên con đường, hao phí mất đi khi chúng ta đầu tư giữa các con đường khác nhau, phương thức vận tải khác nhau, và chi phí trong quá trình sử dụng nó đến 50 năm đến 100 năm. Thì tôi cho rằng là đường sắt sẽ chiếm rất nhỏ so với đường bộ. Đường bộ có thể gấp mấy chục lần đường sắt nếu chúng ta tính chi phí sử dụng và với lại cái hao phí mất đi. Thế chúng ta phải tính hết tất cả yếu tố. Chúng ta chỉ tính đến chi phí tạo lên con đường. Đấy là tiền chúng ta bỏ ra làm thôi. Còn tiền của xã hội cũng là tiền mà. Tiền chúng ta, nếu như mà thay vì chúng ta một tuyến đường sắt vận tải 1 tỷ tấn hàng, và thay vì 50 triệu cái container nó chạy trên đường bộ, 50 triệu cái xe ô tô chạy trên đường bộ thì nó là bao nhiêu? Thì chúng ta lại không tính yếu tố đó. Thế cho nên là tại sao các nước phát triển họ tính tất cả những yếu tố đó vào để họ quyết định lựa chọn phương thức nào.
Còn chúng ta hình như đang tập trung vào cái chi phí tạo nên con đường mà lại là một yếu tố thấp nhất. Tôi cho rằng là cần phải có một cái tư duy, sự tính toán đầy đủ hơn để chúng ta quyết định, chúng ta lựa chọn. Và mỗi một phương thức cái nào là chủ đạo và cái nào là hỗ trợ, và trong tình huống nào, trong phân khúc nào, trong hàng hóa hay hành khách, thì để chúng ta khi chúng ta quyết định thì nó để đảm bảo được là cái tính hiệu quả nhất của dự án đầu tư. Tôi xin bổ sung thêm ý kiến của ông Minh là bất kỳ một dự án nào ấy thì về mặt lý thuyết ấy, người ta phải tính toán lợi ích đấy, và chi phí. Tôi cũng rất là đồng ý với là cái ý kiến của ông Minh ở chỗ này này, tức là mình tính toán lợi ích là phải nhìn rộng ra lợi ích kinh tế đấy, lợi ích về đấy, môi trường, lợi ích về xã hội. Đây là thông qua những cái tai nạn giao thông rồi ách tắc giao thông rồi nó kia. Đấy, và cái chi phí ấy, chúng ta phải tính như thế để mà so sánh một cách gọi là đầy đủ, một cách là không đừng có nhìn lợi ích trước mắt, phải lợi ích cả lâu dài nữa. Đấy, như thế thì mới gọi là phát triển bền vững. Cả đường sắt cả đường bộ. Đường sắt cùng phát triển cũng rất là tốt. Cho đường bộ cũng phát triển rất tốt thì cũng làm cho đường sắt là phát triển, nó gọi là kích thích lẫn nhau để phát triển. Đấy thì những cái thời gian vừa qua, vì bây giờ chúng ta không đổ tải gì cả, nhưng mà đường sắt chúng ta là không phát triển được, cho nên thị phần nó rất là thấp, làm cho cái tổn hao về mặt kinh tế đối với cả nền kinh tế quốc dân, nếu mà nói một cách gọi là nó ý là nó trầm trọng quá thì nó làm kéo lùi lại cái lịch sử phát triển đấy của cái ngành vận tải nói chung. Vì phát triển không đều, chỉ có mạnh anh này mà là yếu anh kia, là không bền vững. Thì tôi thấy rằng về mặt lý thuyết như thực tiễn thì thấy rằng là cái vấn đề dự án mà phát triển đường sắt tốc độ cao là rất là bức xúc, thỏa mãn được cái nhu cầu cả về mong muốn, cả về lý luận cũng như là thực tiễn rất là chín muồi. Tôi thấy ba khách mời đây thì đều nói về tính cấp thiết, sự cần thiết của đường sắt. Tuy nhiên là các khán giả chúng tôi cũng nói như vậy, nhưng mà rõ ràng chúng ta chưa có sự đầu tư một cách đúng mức, không ạ? Vậy thì rõ ràng vẫn phải có một cái nguyên nhân gì đó, và chúng ta liệu chúng ta có hy vọng là sắp tới khi mà chúng ta bàn tiếp về câu chuyện này thì cái mấu chốt của vấn đề có được giải quyết không ạ? Có phải là con số là do con số của chi phí quá lớn nên là chúng ta mới dè dặt, hoặc là chúng ta chưa có sự đầu tư thích đáng không ạ? Nó có cả hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về nguồn lực, yếu tố thứ hai là về tư duy. Chúng ta khẳng định là nguồn lực nó tác động đến một phần, bởi vì như tôi nói thì đường bộ chúng ta có thể làm từng đoạn, chúng ta có thể làm nguyên một cái cầu, chúng ta vẫn có thể đưa vào khai thác và thu hồi vốn được. Thu hồi vốn được thì như vậy thì chúng ta có thể xã hội hóa. Thế còn đường sắt thì chúng ta làm từng đoạn mà ngắn như thế thì chúng ta không làm được. Và nó lại phải là đồng bộ. Ở đường bộ thì anh làm cái đường này và rất nhiều xe chạy lên được. Còn đường sắt thì nó theo công nghệ thôi. Là từ đầu là đường sắt hơi nước, đầu máy hơi nước, xong đến là diesel, rồi đến giờ là điện khí hóa, rồi trên nữa còn đệm từ, rồi có rất nhiều các công nghệ về tương lai. Thế thì dẫn đến đường sắt, mà đường sắt thì chính vì nó như vậy cho nó không xã hội hóa được, nó không xã hội hóa được. Thì như vậy thì nguồn lực nhà nước bắt buộc phải bỏ ra rất là nhiều. Thế đấy chính là cái yếu tố điều đầu tiên để chúng ta quyết định cái việc mà chúng ta lựa chọn. Thế còn cái thứ hai đấy là vấn đề tư duy. Vấn đề tư duy rằng nếu chúng ta xét thế để về mặt dài hạn, thì chúng ta đúng sẵn sàng phải vay, sẵn sàng phải làm huy động rất là nhiều nguồn lực khác, nhưng nó được cho giảm chi phí xã hội rất là lớn và lợi ích rõ ràng nó mang lại nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta quyết định cho ngắn hạn hay quyết định cho dài hạn để chúng ta chọn cái phương thức đầu tư. Và cái thứ hai là vậy thì đầu tư như thế nào, thì chúng ta đầu tư có phải trong vòng 3 năm 5 năm chúng ta đầu tư hết cả tuyến đường này không, thì rõ ràng là có để làm được như vậy là rất tốt. Nhưng nếu nguồn lực chúng ta hạn hẹp thì thứ nhất chúng ta phân kỳ đầu tư. Để chúng ta phân kỳ đầu tư chọn những cái tuyến đường mà hấp dẫn nhất để làm sao cùng một đồng tiền bỏ ra sẽ thu được lại lợi ích nhiều nhất. Chúng ta có thể chọn Sài Gòn Nha Trang, chúng ta có thể chọn Hà Nội Vinh hoặc là Hà Nội Quảng Bình. Đấy là cái thứ nhất để về phân kỳ đầu tư. Cái thứ hai là chúng ta phân kỳ về nguồn vốn. Nguồn vốn là sao? Là ngân sách nhà nước và ODA thì tập trung vào kết cấu hạ tầng trực tiếp chạy tàu. Đấy là nghĩa là đường ray, cầu hầm. Thế còn tất cả các nhà ga, tất cả các phương tiện vận tải, tất cả các phương tiện bốc xếp tại các ICD, kho hàng, bến bãi thì chúng ta xã hội hóa. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái mà tổng chi phí có thể không đổi, nhưng nó giảm được cái mà áp lực cho ngân sách nhà nước.
Thì khi mà chúng ta phân cả phân kỳ đầu tư, phân kỳ ra, phân nguồn vốn ra, thì chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy thì mất 20 năm chúng ta xong một cái tuyến đường này, như vậy thì mỗi một năm ngân sách bỏ ra đâu đó khoảng 2 tỷ 3 tỷ đô, thì tôi cho rằng là 1-2 tỷ đô, thì tôi cho rằng là hoàn toàn chúng ta có thể chịu đựng được, cái nguồn lực chúng ta có thể chịu đựng được. Còn phần còn lại thì chúng ta phải huy động các nguồn vốn khác, hoặc là chúng ta phải đổi các lợi ích khác. Thay vì một cái nhà ga, những cái nơi đô thị hấp dẫn thì nhà đầu tư sẵn sàng vào xây ngay, còn những nơi mà nó chưa hấp dẫn thì chúng ta phải đổi các lợi ích khác, có thể là từ quỹ đất đấy, có thể là tăng thời gian khai thác, có thể nó không phải là hạn chế là 49 năm mà có thể nó dài hơn đấy. Thì rồi là các ưu đãi về nguồn vốn, ưu đãi về lãi suất, rồi cũng như là các ưu đãi khác mà chúng ta sử dụng cơ chế, có tiền chúng ta hữu hạn nhưng nguồn lực thì chúng ta không hữu hạn. Thế tôi cho rằng là tư duy vẫn là cái quyết định để chúng ta có thể lựa chọn một cái phương thức mà cả thế giới nhìn nhận nó là ưu việt, đặc biệt là rất phù hợp với lại điều kiện tự nhiên của chúng ta. Những thông tin lý giải rất là rõ ràng cho cái ý kiến lo ngại của khán giả, ý kiến lo ngại của nhiều người về con số đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao, không ạ? Vâng. 56 tỷ đô la, không ạ? 56 tỷ. Vâng, 56 tỷ. Đấy là đấy của 2010. Bằng đến nay đã có con số thì chưa ạ? Đến nay thì chưa đến con số cuối cùng, bởi vì vẫn còn giữa các phương án để chúng ta cần lựa chọn. Nhưng mà 56 tỷ đô la cách đây 8 năm cũng đã là một con số rất là lớn rồi ạ. Ví dụ tôi cho rằng là giả dụ đó là 60 tỷ đô la của thời điểm hiện nay, và chúng ta phân kỳ trong 20 năm. Như vậy thì tổng mức của mỗi một năm chúng 3 tỷ. Nhưng chúng ta phân kỳ tiếp của việc các nguồn vốn khác. Như vậy thì ngân sách bỏ ra một năm khoảng 1 tỷ rưỡi đến 2 tỷ. Tôi cho rằng là hoàn toàn chúng ta có thể làm được. Vì trong những giai đoạn vừa qua thì chúng ta đầu tư cho đường sắt chỉ chiếm đâu đó 2-3% trong tổng chi phí đầu tư cho các ngành giao thông. Mà nếu chúng ta gọi là chia bằng ra vào 5 phương thức, mỗi phương thức 2% thì như vậy thì đường sắt là quá thấp. Và tại sao nó không, thị phần nó thấp? Bởi vì cái đường sắt nó khác, là các phương thức khác thì phương tiện gia tăng gây áp lực để tạo động lực thúc đẩy hạ tầng. Anh nhiều xe lên thì đường tắc, bắt buộc anh mở đường. Anh nhiều máy bay lên thì bắt buộc anh phải mở sân bay. Anh nhiều tàu lớn thì bắt buộc anh phải khai thông cảng biển, mở cảng biển lớn. Nhưng đường sắt thì làm sao? Nó không có cái phương tiện để gây áp lực. Vì năng lực thông qua tối đa 25 đôi tàu, không ai đặt được cái đôi tàu thứ 26 lên cả. Chứ không ai gây áp lực để tạo ra động lực phát triển. Đấy là một cái đặc thù của đường sắt. Thì năng lực nó hạn chế, nó chỉ thế thôi, làm sao tăng lên được. Nó chỉ tối đa 25 đôi tàu đấy, với công nghệ như hiện nay. Đấy, cho nên đấy là một điều rất là khó với chúng ta vì nó là đường đơn. Vâng. Tôi cho rằng này, có hai vấn đề trong xung quanh câu chuyện mà anh Minh vừa nói. Cái đầu tiên phải khẳng định, mặc dù tôi cũng xin lỗi anh Minh, là không biết ông Minh là chủ tịch cái tổng công ty sắt lâu chưa, nhưng rõ ràng là cái người mà hiểu về nó nhất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước để đưa cái ngành này lên như thế nào, phân tích cho Quốc hội. Phải từ đường sắt. Phải là cái ngành của các ngành. Phải từ những người làm đường sắt. Chính là con người. Bên cạnh đó, rõ ràng đầu tư đường sắt nó khác đường bộ rất nhiều ở chỗ. Đường bộ chúng ta có thể BOT, mà bởi vì BOT là phương thức khai thác hóa mà thu hồi vốn rất nhanh. Trong khi đó đường sắt thì cái đầu tư hạ tầng nó lại quá lớn, vượt qua cái khả năng của các nhà đầu tư đơn lẻ ở Việt Nam. Và nó không có sức hấp dẫn ấy, cho nên là... Còn trên thế giới người ta xã hội hóa là người ta thế này. Cái xương sống thì bao giờ quốc gia, nó là tài sản quốc gia. Nhưng kết nối, vận hành, kết nối, kể cả trong quá trình sử dụng, kể cả từ bảo dưỡng, kết hợp với các khu đô thị để tạo ra hiệu quả cho ngành đường sắt cao hơn nữa, thì người ta lại đấy là xã hội hóa, chứ không xã hội hóa toàn bộ giống như đường bộ. Mà đấy là bài toán mà phải ngành đường sắt, ngành giao thông phải đề xuất. Phải đề xuất ra các phương thức khác nhau, giống như ngành giao thông vừa rồi cũng có rất nhiều thành tích trong cái việc là anh đã huy động được nguồn vốn xã hội hóa trong đường bộ và bắt đầu hàng không một chút. Nhưng đường sắt thì chính đường sắt chưa làm điều đó. Chứ tôi tin rằng nếu ngành giao thông Việt Nam mà cái người tham mưu là đường sắt, nếu làm được một cái việc là tham mưu cho xây dựng bài toán kinh tế một cách tổng hợp như anh Minh vừa nói, về tổng mức đầu tư, về phương thức phân tích cái tính hiệu quả toàn xã hội, kinh tế xã hội, gắn với cái việc là huy động nguồn vốn ở lĩnh vực từng khu vực khác nhau, phân kỳ nó ra hợp lý, thì tôi tin là Quốc hội và Chính phủ cũng sẽ ủng hộ tuyệt đối thôi. Đây là vấn đề cả con người và cả cái tư duy nữa. Rất là thống nhất với anh, bởi vì là
tại sao là chúng ta lại tôi nói là tất cả là tư duy đây bắt đầu từ những con người trong đường sắt, nó lan tỏa ra xã hội, trình bày với các cấp có thẩm quyền, từ chính phủ đến quốc hội để chúng ta quyết định. Thì cái đấy là tôi vẫn cho rằng tư duy là quan trọng nhất, mà xuất phát là từ đường sắt chứ không phải từ đâu cả. Thế còn khi mà hoàn toàn có thể xã hội hóa được, như tôi nói, nhà ga, kho hàng bến bãi, phương tiện vận tải chúng ta có thể xã hội hóa được, kể cả đường sắt kết nối có thể xã hội hóa được, nhưng chỉ khi quốc hội thông qua được cái đường chính tuyến, vì nó là liên quan đến quy mô, liên quan đến công nghệ, thì lúc đấy ta mới có thể kêu gọi xã hội hóa ở các đường kết nối. Chứ bây giờ mà chưa có đường chính tuyến, không biết sau này là duyệt công nghệ thế nào, quy mô ra sao, thì không thể kêu gọi được các các nhà đầu tư để làm các đường, ví dụ như là từ cái mép Thị Vải lên, hay từ Lạch Huyện ra đấy, hay là từ Tây Nguyên xuống chẳng hạn, thì chúng ta phải có cái đường chính tuyến này. Và tại sao ngày trước chúng ta không kêu gọi xã hội được? Bởi vì năng lực thông qua của đường chính tuyến chúng ta có 25 đôi tàu một ngày đêm, đấy là tối đa nhé. Thì ông làm đường nhánh vào thì chết, bởi vì năng lực đấy thì không bao giờ hoàn vốn được cái đầu tư cho các đường nhánh, cho xã hội hóa được đường nhánh. Nhưng nếu như anh đầu tư là hạ tầng đường đôi, đúng không, 1435 khổ 435 với tốc độ như vậy, với năng lực thông qua nó lên đến 500 đôi tàu một ngày đêm chẳng hạn, thì lập tức lúc đấy tôi đầu tư các đường nhánh nó sẽ có hiệu quả. Chứ bây giờ tôi đầu tư đường nhánh vào mà đường chính tuyến anh chạy đến 21 đôi rồi chẳng hạn, thế còn dư địa là chỉ còn có 4 đôi, thì tôi đầu tư đường nhánh thì tôi chết ngay lập tức. Đấy, thế cho nên là chỉ khi chúng ta thông qua được đường chính tuyến thì lúc đấy có quy mô rồi, có công nghệ rồi, thì lúc này vì nó là phải đường sắt là trong luật ghi rõ là điều hành tập trung thống nhất, thì lúc này mới đầu tư được đường kết nối, nó mới cùng với quy mô với công nghệ đó chúng ta mới vận hành được. Đấy, thì đấy là cái mà chúng ta sau này sẽ xã hội hóa được những phần nào, nhưng chỉ sau khi chúng ta có được phê duyệt cái việc mà chủ trương đầu tư đường chính tuyến. Tôi cho rằng này, để có được hiện nay là một trong bốn quốc gia hàng đầu thế giới về chế tạo và công nghệ đường sắt chính là Hàn Quốc. Nhưng cách đây 39 năm khi tiềm lực kinh tế của họ rất là yếu, họ đã mạnh dạn đầu tư, họ đề xuất tham mưu cho chính phủ Hàn Quốc tiếp nhận công nghệ của Nhật Bản. Và đến tại thời điểm này họ đang xuất khẩu cái công nghệ hàng đầu thế giới luôn. Thế thì rõ ràng là gì? Cái câu chuyện mà để quốc hội thông qua và chính phủ thì các chuyên gia của ngành giao thông, đặc biệt là của các anh ấy, phải trình cho chính phủ một cái đề án tổng thể mạnh dạn lựa chọn công nghệ. Tôi cho rằng chúng ta phải đón đầu, phải chọn cái công nghệ mà tân tiến hiện nay, chứ không thể chọn công nghệ lạc hậu, vì nó gắn với an toàn và gắn với cái hiệu quả lâu dài, chứ không phải trước mắt. Để đề xuất chính phủ phân kỳ ra, tôi tin rằng nếu các anh đề xuất một cái phương án hợp thức nó có hiệu quả về kinh tế xã hội thì chắc chắn quốc hội sẽ thông qua và người dân sẽ ủng hộ. Cái đó thuộc trách nhiệm các anh đấy. Chúng ta sẽ kỳ vọng vào điều đó. Tôi xin bổ sung thêm một chút. Tức là nước bạn Lào đây của chúng ta là có 2 km đường sắt từ bên Thái Lan ở transit qua. Vừa rồi đây, Lào đã khởi công, đã xây dựng đường sắt mà như chúng ta nói vừa rồi là gọi là đường sắt tiêu chuẩn, tức là đường đôi khổ 1435 và chạy bằng động cơ điện. Đấy. Rất là hay, rất là mừng cho nước Lào. Thế còn ai đầu tư nó kia chúng ta không bàn về cái chuyện đấy của họ, nhưng mà chúng tôi thấy phát triển đường sắt của Lào như thế là mặc dù chậm thế nhưng mà tôi cho rằng là sẽ phát triển rất nhanh. Một cái hạn chế rất là cơ bản của đường sắt của chúng ta là vì vị trí địa lý của mình ấy, nó không hòa nhập với là đường sắt quốc tế, thì chỉ hòa nhập với đường sắt Trung Quốc thôi. Đấy, cho nên cái sức ép hội nhập về vận tải quốc tế ấy, thì nó cũng bị hạn chế. Cũng bị hạn chế rất nhiều. Đang biệt là mình khổ đường nó là hẹp, bên kia họ khổ đường rộng, cho nên là phải có sinh ra là đường lòng đó để vận chuyển từ bên Trung Quốc sang đến ga Yên Viên của mình nhé, có một số đường lòng. Thì chúng tôi cho rằng là có lẽ cái chủ trương đầu tư là năm 2010 thì chúng tôi cũng được dự một cái buổi họp cuối cùng của Bộ Giao thông Vận tải trước lúc trình Quốc hội. Thì chúng tôi cũng bây giờ nói lại lịch sử thì chúng tôi cũng không muốn gọi là phê phán hay là nói ở kia, thế mà chưa thật là đầy đủ, chưa thật là sâu sắc, chưa thật là toàn diện. Đấy, cho nên ấy, giả sử như tôi là một đại biểu quốc hội chẳng hạn,
thì tôi cũng cho rằng là chắc là phải tính toán thêm, chắc là thời gian nó gấp quá, rồi là sức thuyết phục nó phải cao hơn, rồi những cái phía cạnh mà có tính gọi là so sánh nó phải rộng hơn, chứ mình cũng không nên chỉ nói là làm việc ở Vinh ấy, nhưng mà ở cái nhà thì ở Vinh nhưng làm việc Hà Nội được. Thì tôi mới đặt câu hỏi thì anh ta lấy tiền đâu mà ở Vinh mà ra Hà Nội họp được, xin lỗi làm việc được, có một giờ thôi mà. Đấy, thì tiền đâu cả đó chứ. Trong khi mà chi phí của nó là khoảng 70-75% giá vé bằng máy bay giá rẻ. Đấy, thì làm sao mà đủ tiền được. Đi taxi máy ra là cũng chưa chắc là đủ tiền đi taxi, chưa nói là đi máy. Cho nên mình khuếch trương hay là quảng bá những cái lợi ích thì đương nhiên là cần phải một cái đầy đủ nhưng mà thận trọng, đừng có nói quá mức ấy, thì chúng tôi cho rằng là cũng có thể là thế. Cái quan niệm phát triển đường sắt thì thông thường ấy, người ta chỉ nói phát triển hạ tầng kỹ thuật hay cơ sở hạ tầng thôi, thì còn trên ray ấy, thì là đương nhiên là xã hội hóa lâu rồi, nhưng mà cái phần cơ sở hạ tầng ấy, thì liệu cái hình thức đầu tư là PPP thì nó đến mức độ nào, thu hút được bao nhiêu. Đây thì cái đấy thì theo tôi ở đây là chủ trương rất là lớn, chủ trương đầu tư rất là lớn. Thế nhưng mà chúng ta nghĩ lại là sân bay Long Thành cũng là chủ trương đầu tư rất là lớn, vốn cũng rất là nhiều chứ. Đấy, thế nhưng Quốc hội vẫn đồng ý thông qua một cách rất là kịp thời. Thì với cái mong muốn Việt Nam là phát triển bản đồ đường sắt ở trên thế giới, bây giờ là sau Lào đó, đương nhiên Lào nó có dù có ít đi nữa nhưng cũng là có bản đồ đường sắt, thế nhưng Việt Nam mình chưa có. Tuy nhiên như với phương án ông Minh tính toán là một năm chúng ta chỉ phải bỏ ra con số là 3 tỷ. Vâng, thì phân kỳ đúng rồi. Vâng, thì như vậy thì ông Sô thấy thế nào? Tôi thì cũng chưa đồng tình lắm với ý kiến của ông Minh, là vì cái lúc mà tính toán mà theo cái phương án năm 2010 ấy là tính toán theo cái công nghệ là Skansen, thì cái cơ sở tầng của nó ấy, là không phải là đồ sộ như là cái, vì nó là một là nó tự kéo nó, hai là nó thêm một toa nữa thôi. Đấy, như thế là nó không có đầu máy khủng, đầu máy nó còn rất là mạnh, một đầu đằng trước đầu sau để đẩy để nhanh như thế được. Như thế là nó là cái công nghệ nó khác, thì cơ sở hạ tầng nó khác. Cái thứ hai nữa là lúc mà chúng ta tính toán thì quả thật mà nói thì nó cũng tính cua trong lỗ thôi, như tất cả những cái đường sắt tuyến số 1 ở trong thành phố Hồ Chí Minh nó đổi vốn lên rất là nhiều, và tuyến của mình đấy thì lúc tính toán ấy, thì người ta cũng tính toán nói thật rằng chưa tính đúng tính đủ, chưa tính hết các cái những cái khó khăn, những cái bất lợi. Thế nhưng muốn hay không ấy cũng phải có một cái số để Quốc hội người ta gọi là biết được cái đã. Đấy, thì tôi cho là cái số mà nói 56 ấy thì có thể thôi, có thể là đến hôm nay thì nó vấn đề về mặt gọi là trượt giá, vấn đề về mặt gọi là sự tính toán, ví dụ như là chọn hướng tuyến hẳn có thể là khác so với cái lúc mà tính toán ngày xưa, rồi có thể là nó có những cái yếu tố nào đấy đấy về yêu cầu công nghệ nó cao hơn, thì cái suất đầu tư của nó có thể là nó sẽ có thể thay đổi. Và có thể thay đổi đang là ví dụ là nếu với 60 thì mỗi một năm chúng ta bỏ ra như vậy, nếu vâng, trong phân kỳ 20 năm, và tất nhiên nó ra một cái số khác thì do chúng ta còn chọn, vâng. Còn quy mô, còn công nghệ, còn hướng tuyến, còn rất nhiều yếu tố khác. Tôi tin rằng là những cái này sẽ được làm rõ vào trong vòng cuối năm nay. Ông Minh sẽ phải làm việc này. Tôi chỉ nói một cái lợi ích nữa, tôi nói với các hai ông là thế này. Tôi ví dụ tôi sang Hàn Quốc, tôi rất ngạc nhiên là khi tôi đi từ Seoul đến Busan vâng, nó khoảng độ 400 cây, tôi thấy một cái bãi ô tô nó phải mấy nghìn chiếc. Thế tôi mới hỏi tại sao, hỏi cái ông hồi đó ông anh Vân là đại sứ của Việt Nam tại Hàn Quốc. Tôi hỏi ông Vân bảo chỉ cái ông này, ở ngoài ông tổng đốc là ông trả lời. Ông bảo đây toàn người của tôi đi làm ở Seoul ấy. Tức là người ta ở cách cái bãi, cái ga ở Busan là khoảng vài chục cây số, ta đi ô tô đến đấy. Ta lên cái đường sắt cao tốc cái bên đấy khoảng 300-350 cây một giờ đấy. Người ta ngồi một tiếng là đến Seoul ta làm việc, tối ta về, cứ sáng đi tối về. Và như vậy là cho nên ở thành phố Seoul là không ùn tắc.
người ta vẫn ở cách đấy 400 cây và người ta vẫn làm Seoul. Cho nên nếu Việt Nam làm điều đó thì rõ ràng là giống như anh Sùa nói, nó không phải là lý thuyết đâu. Tại sao chúng ta cứ dồn dân số vào Hà Nội mà tạo sức căng về xã hội rất là nặng nề cho thủ đô và các trung tâm lớn, chính vì cái giải quyết cái này. Chứ còn nếu như tôi nói bây giờ Hàn Quốc đấy, 400 cây, 500 cây người ta vẫn đi làm ở Seoul. Bởi vì chỉ mất một tiếng ạ. Thế thôi, một tiếng. Mà lên nó an toàn, không phải chờ đợi, máy bay còn chờ đợi. Lên cái vé cái là vào, vé người ta có thẻ mà mua tháng. Lên quẹt cái là ta vào, ta ngồi cái là lim dim cái là đến nơi ngay. Thế bọn tôi người ta bảo, ông hôm nay ông đi máy bay thì ông đi thì có 40 phút như ông ngồi chờ mất một tiếng, xuống mất một tiếng, tức là ông mất khoảng 4 tiếng. Ông lên cái thẻ quẹt cái xuống và quả thật xuống ấy, một cái tôi đi mấy cái nhà ga thì đều thấy là bãi ô tô nó rộng mênh mông, người ta không phải ở ngay cái đường sắt, người ta để phải đi ô tô đến cái nhà ga đấy, ta vứt ô tô đấy và ta lên đường sắt ta đi. Mà nếu Việt Nam như thế, tôi nghĩ là quê anh Sùa mà đi ra đây làm việc không ở Hà Nội là chuyện bình thường. Thì đó là tiêu quả xã hội rất là tốt. Tôi cũng vừa được trải nghiệm chuyến tàu đi Busan đến Seoul ạ, và tôi cũng có cùng cái cảm nhận như là ông Thuận. Ông Minh có thể có thêm ý kiến. Cái phương thức giao thông thì nó chính ra là một phần rất quan trọng để tạo ra cái việc mà chúng ta quy hoạch. Nó quyết định rất là quan trọng, bởi vì là người ta tính đến thời gian, tính đến hao phí, tính ở mức độ an toàn. Và như tôi nói ban đầu thì mỗi một phương thức giao thông nó có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó, và với điều kiện kinh tế xã hội cũng như điều kiện tự nhiên để chúng ta lựa chọn phương thức nào với lại từng cái mục tiêu nào. Ví dụ như là hàng không thì như châu Âu thì nội địa người ta đều là đi tàu rất là nhiều và người ta rất ít bay. Thế và người ta phải bay quốc tế, người ta mới bay. Thế chúng ta thì là một nước mà kinh tế vẫn còn thấp. Thế nhưng mà đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh lại một trong, nếu tôi không nhầm thì một trong 7 đường bay hấp dẫn nhất thế giới. Bay nội địa. Đấy, thế thì rõ ràng vì làm sao? Vì họ phải gánh cả cho cả các phương thức khác mà chúng ta phát triển nó chưa đồng bộ. Nếu khi chúng ta đưa ra rằng là tàu Bắc Nam là trong vòng 5 tiếng thì tôi chắc rằng là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh người ta đi hàng không và đường sắt bằng nhau. Nếu bằng nhau về thời gian thì người ta sẽ chọn đường sắt. Vì người ta chỉ mất 5 phút trước khi ra bến và lên và ổn định được cả một thời gian đấy với một trạng thái tâm lý rất ổn định. Vì từ thủ đô đến từ trung tâm đến trung tâm. Nhưng còn ở kia là gì? Là phải di chuyển ra trước và luôn luôn có thời gian dự phòng tắc đường, dự phòng ùn tắc làm an ninh, check-in, tất cả các thứ rồi cất cánh hạ cánh, nó rất nhiều trạng thái tâm lý khác nhau và người ta không ngại gì chọn cái phương thức đấy cả. Cho nên đi đường sắt không phải là châu Âu đi đường sắt không phải là vì giá vé rẻ, không hề rẻ, người ta chọn vì an toàn và tiện lợi. Và cái mục tiêu của chúng ta hướng tới là cho người dân một phương thức vận tải an toàn nhất, vì đến sinh mạng người ta và nó tiện lợi nhất. Đấy, không phải trải qua các trạng thái tâm lý kia. Thì tôi cho rằng là nó có những cái ưu việt như vậy. Nhưng tất nhiên nó phải luôn luôn song hành các phương thức để nó hỗ trợ, để nó mỗi một phương thức nó có một cái chức năng riêng của nó và nó hỗ trợ kết nối lẫn nhau. Chứ nó khó có thể thay thế cho nhau được. Và cái đấy nó chính là cái như mà thầy Sùa nói, đấy là sự phát triển hài hòa các phương thức vận tải phù hợp với lại điều kiện tự nhiên cũng như là sự phát triển kinh tế xã hội chúng ta. Thì nó mới thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội tốt. Giảm chi phí logistics cũng là rất tốt. Nhưng mà tạo sự an toàn cho người dân cũng là rất tốt. Đấy, thì tôi cho rằng là cần phải có một cái bài toán tổng thể. Và trong đó chúng ta sẽ phân kỳ đầu tư làm cái gì trước, làm cái gì sau. Cái gì là chính, cái gì là hỗ trợ. Nếu khi chúng ta có một tuyến như vậy rồi để chở container, thì lúc vậy thì chúng ta không, đường bộ chúng ta không thiết kế cho container chạy dọc tuyến nữa. Mà nó chỉ có thể là các tuyến nhánh thôi. Thì nó hỗ trợ nhau như vậy thì nó sẽ phát huy được hết. Chứ nếu chúng ta đồng hành cả năm phương thức này đều là vận tải hàng hóa chẳng hạn thì chết rồi, bởi vì lượng hàng hóa của chúng ta nó giới hạn như vậy mà phân bổ cho nhiều phương thức thì cái sản lượng của trên đó nó thấp thì hiệu quả đầu tư nó thấp. Hiệu quả đầu tư thấp thì làm sao mà xã hội hóa được, mà nhà nước bỏ ra thì cũng hiệu quả dự án nó rất thấp. Cho nên cái này cần phải có một cái bài toán tổng thể. Nhưng tôi cho rằng là với giai đoạn hiện nay thì nó chính mùi để chúng ta có thể làm đường sắt tốc độ cao bằng nào. Tôi xin bổ sung thêm một chút nữa. Từ trong cái năm phương thức ấy thì tôi thấy rằng là chúng tôi cũng là học tập và sinh sống ở rồi châu Âu, mới thấy rằng là cái vận tải hàng không là rất phụ thuộc điều kiện thời tiết khí hậu. Đấy, lúc mà sương mù nhiều ngả cánh được này, tuyết rơi ngả cánh được, rồi bão tuyết vân vân. Đấy, đường bộ thì cũng có nhưng mà ít, nào là chỗ này là sương mù, chỗ kia là lở đất, chỗ kia nọ kia. Nhưng riêng đường sắt ấy thoải mái luôn. Mà của thế giới ấy, là chưa nói đường sắt Việt Nam, của thế giới thì hầu như thôi
là không phụ thuộc vào điều kiện là thời tiết khí hậu. Hiện nay thì có một cái tuyến đường sắt mà cái chiều cao mà tính từ mặt đất ấy, là nó là 3.000 tức là 3 km, thì lúc đấy là không có cái tức là động cơ đốt trong của ô tô là không hoạt động được. Chỉ riêng duy nhất là đường sắt hoạt động được thôi. Đấy, thì nhưng riêng đối với Việt Nam hiện nay thì nó đường sắt là chúng tôi nói đùa là nó đã đấy có nhiều vấn đề nó thiệt thòi rồi, lại vừa là thời tiết khí hậu tự nhiên là lở đá, rồi tự nhiên là một cái tàu này đâm vào cái cầu gành nhà hàng, thế là đường sắt lại phải chia tách ra, lại phải tăng bo, là phải đấy. Cho nên chúng tôi thấy nó nhiều cái rủi ro quá. Đấy, rủi ro cả về trong cái vấn đề về thời tiết khí hậu là ông dời, rủi ro cả về gọi là người điều khiển phương tiện của thủy nội địa nó kia. Đấy, thì hiện nay thì khách hàng là thượng đế, chủ hàng gửi hàng thì người ta như thế, người ta lựa chọn. Thì đường sắt hiện nay là vì do không được đầu tư một cách thích đáng, không phát huy hết tất cả những cái ưu điểm mà vốn có của đường sắt, là toàn cái mặt trái cả, cho nên là không hấp dẫn. Và trước đây là Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói là hàng không giá rẻ nó là thu hút hết khách của đường sắt. Thì tôi thấy rằng là cái đấy cũng không phải trách, không phải trách như thế, nhưng mà trước hết là chất lượng phục vụ. Đấy, hiện nay của mình kỳ vọng, đấy, cái vốn có của nó, ưu việt vốn có của nó chưa được phát huy hết, mà toàn lại những cái mà vì do nó không đủ điều kiện để đầu tư, rồi là lâu quá thì chúng ta nó cũng giống như tôi đồng ý với là hai khách mời, cái tư duy của mình, quan điểm của mình đối với đường sắt nó cảm thấy nó cũng chưa thật, là nó không nóng lên, nó cũng không thật là cái nhìn nó cũng không thật là quý mến lắm, hay không thật là xúc động lắm. Thì tôi cho cái cũng nhiều đấy, vâng. Ảnh hưởng rất lớn đến cái... Bây giờ mới quay lại một chút nữa thôi, thì tôi cũng được xem cái số trước là về đường sắt đô thị, vâng. Bất kỳ một thành phố nào mà loại một trở lên thì là phải xây dựng tàu điện ngầm và phải lấy đường sắt đô thị làm xương sống, vâng. Chứ không được với xe buýt nào nữa, xe buýt nào đấy, vâng. Thì cái nguyên lý đầu tư như thế cũng không phải là ai cũng thừa nhận, cũng chưa chắc đã đến được với cái cấp mà là có tính quyết định. Đây thì tôi cho cái vấn đề cũng cần phải để nâng cao cái vai trò được nhận thức được của những cái đơn vị mà tôi cũng rất là đồng tình với hai khách mời, làm nào đấy có thể là đổi mới tư duy, mà có thể là có bước ngoặt chăng, đột phá chăng. Đấy, với một cái khẩu hiệu hay là một cái đấy, cái gì đấy đấy để cho nó kích cầu để cho đường sắt nó phát triển. Đấy. Thưa các khách mời, chúng tôi là những người truyền tải thông tin đến cho quý vị khán giả, nhưng chúng tôi cũng là người tiếp nhận rất nhiều thông tin từ các quý vị khán giả, từ các doanh nghiệp, từ các chuyên gia, thì chúng tôi hoàn toàn hiểu những cái tâm tư, những cái mong đợi như ông Thuận vừa chia sẻ hay là như ông Sùa vừa chia sẻ. Và ngày hôm nay thì rất vui và cũng rất là may mắn là có cái sự chia sẻ thông tin trực tiếp từ đại diện của Tổng công ty Đường sắt, thì cũng giúp cho khán giả có thêm nhiều thông tin một cách chính thống hơn và rõ ràng hơn. Nếu những thông tin ngày hôm nay cung cấp một cách thuyết phục như vậy ạ, thì chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi và hy vọng vào cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đúng không ạ? Và chúng tôi rất là mong khi mà chúng ta quay lại với chủ đề này thì chúng ta sẽ có những cái tin mừng, đúng không ạ, của năm 2019. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời đã nhiệt tình tâm huyết chia sẻ với cả chúng tôi cũng như các khán giả của VTV. Xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục tham gia và đồng hành cùng chương trình đối thoại ạ. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả, và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.